nâng điểm Remnant, level 2 thì nên nâng điểm Remnant. Những tình huống mà mình đặt bóng, mình kéo nó, mình deny, rồi mình ăn creep, đủ thứ trò. Hơn là Dissimulate. Nâng Dissimulate này thì chắc tầm level 3 cũng phải nâng 2 điểm thì mới có hiệu quả. Chứ nâng điểm level 3 mà nâng cái chiêu 3 thì chiêu 2 là sai nặng. Đâu làm được gì đâu. Nâng một điểm bóng kéo ở deny creep của nó. Không sẽ nâng 3 quá. Chứ nâng 1 là lỗi nữa, nâng 1 là gãy nữa. Mua đồ chờ bottle ra. Ba chưa cầm điểm. Nâng level 3 đó, ok, thấy level 2 nâng chiêu 2 đấu xài được gì đâu. Mấy tình huống này mà có bóng đặt ra kéo deny rip các thứ sẽ tốt hơn là level 2 cộng chiêu 2. Magic stick xịn luôn. Đi với Storm các bạn à, thì nên mua cái magic stick ghẻ trước mang ra liền rồi up magic stick xịn sau. Chứ mà để tiền mua thẳng một cái magic stick xịn nhá, từ cái thời điểm mà ổng có tiền 200 tiền nè, ổng mua mang ra liền đi. Đây 2 phút 32 giây đó, mà tới chắc phải tầm là 3 phút rưỡi 4 phút mới có cái magic stick trong người. 3 phút 40 mấy giây mới có magic stick trong người, trong khi là 200 tiền có từ 2 phút 30 mấy giây rồi. Rồi nâng không nâng chói luôn, đủ nâng 2-3 để đẩy lên. Nâng như này thì nó meta này cũng còn phù hợp nữa rồi. Meta này nếu như mà cái lane mà ở mid vẫn còn bãi creep nhỏ thì nâng điểm như này ok. Nhưng mà bây giờ lane không còn creep nhỏ nữa, đẩy lane xong đâu đi biết đi đâu đâu các bạn không? Giờ đẩy lane nhanh xong chẳng biết đi đâu cả, chẳng làm được gì cả. Là nâng điểm như này đâu có roam được, không có chó. Nâng điểm như này vẫn đi roam. Nâng điểm như này mục đích là để clear lane lẹ, nhưng vẫn đi roam xuống bot. Sao roam? À, cái khúc này nè, cái khúc này, cái ward này để các bạn muốn check cái ward ở trong tầm nào này nè. Đây nhá, đây là một cái mẹo nhỏ. Các bạn thấy cái chỗ này không? Các thấy chỗ này là cái tầm chỗ bắn tới không? Nếu như team địch có vision ở chỗ này nhìn thấy thì mình đi vào cái khe nè, đi vào cái khe chỗ này để chủ xem là chủ có bắn mình hay không. Nếu chủ bắn mình nghĩa là ở đó, ở khu vực chỗ này đã có vision nhìn thấy mình, hoàn toàn easy đi ward. Những cái chỗ này tương tự với chỗ check ở mid ở phía sau cái cây, nhưng mà chủ ở trong tầm chủ bắn. Ở trên đây thì cũng check được, nếu như các bạn cắt cái cây này hoặc là đứng ở trong cái bụi này nè, chỉ có cái ward trên đồi này mới nhìn thấy xuống cái bụi này thôi. Tôi đã nhìn trước được tương lai rồi, nâng cái không nâng ram nền nữa, cái roam được đã nâng 1-2 để nâng 2-3 để mục đích là đẩy lane và tập trung farm nhanh nhất có thể, thì nên focus vào cái chuyện đó. Nhưng mà meta bây giờ cái kiểu build này không phù hợp nữa, bởi vì không còn bãi nhỏ ở mid. Đẩy lane xong thì đâu có đi găng được, chưa tới giờ run luôn, chẳng làm được gì cả. Bây giờ rune không đi check nè, 8 phút không đi check rune, đứng vòng vòng ở mid nè. Lúc này đánh mid luôn luôn, tới giờ rune là phải đi check liền. 8 phút mấy vậy, thời gian này có thể đứng dưới bot nè. Thay vì là đi một vòng ở mid, chờ creep tràn lên thì đi check rune, hên thì ăn được cái rune. Tỷ lệ ăn được rune là 50%, còn đứng ở mid thì chắc chắn là mình không ăn được rồi. Mắc hai
quá. Stupendous. Không nâng một cái chói nào cả. Tại sao gắn? Không nâng một điểm kéo nào cả, ít nhất cũng phải nâng điểm 2 điểm thì mới gắn được. Tiếp tục di chuyển xuống đó. Không có tích gì cả. Bây giờ bởi vì nâng điểm như thế này nên di chuyển đâu có hiệu quả đâu. Roll không hề hiệu quả. Nên vấn đề không phải về di chuyển. Di chuyển xuống boss, focus xuống boss được á. Những pha đi găng tận dụng ăn room power xong rồi đi găng. Nhưng về vấn đề tại sao roll nãy giờ chưa hiệu quả được là bởi vì cách build skill nó bị sai. Ông này thì kêu là di chuyển giữ game và kỹ năng đi lane cần cải thiện. Ok, này thì chắc mình xem tới chỗ này thôi. Tại vì nãy giờ đây ông di chuyển vậy thì tới mid game sẽ rất là khó chơi, khó di chuyển nữa. Đã lỡ nâng điểm như này là chỉ có farm thôi. Chỉ tập trung farm gậy xanh thôi. Rồi early như này thì mid game nó sẽ khá là loạn. Nhẽ ra cái lane bot đang khá là ok. Cái lane bot tôi thấy lane bot đánh khá là ok nhé. Slark farm chỉ được 33 con thôi, Undying 63 con. Nghĩa là cái lane bot rất là owning. Nếu như mà những tình huống mà Void Spirit nâng điểm, nâng chiêu 1 vào roam lúc đầu, lúc mà con Slark level 4, Void Spirit level 6, level 7 ở đây nè, thấy không? Vô biết vô đây check ward, phá được ward ở đó. Xong bắt đầu là tiếp tục đứng ở đó luôn. Đấy, chờ thời cơ vô giết Slark, tận dụng cái lane bot đang owning để mà ăn cái trụ này. Khi mà bể cái trụ này thì lane sẽ bắt đầu tràn lên, mình chiếm rừng các thứ. Slark lúc đó sẽ rất là khổ. Và anh Shaman nó cũng sẽ chẳng biết đi đâu cả. Nên thay đổi cách build skill lại. Vì meta này không còn bãi nhỏ ở mid nữa nên nâng điểm như thế này sẽ rất khó để di chuyển được. Mà muốn di chuyển hiệu quả cũng cực kỳ khó, bởi vì cần có một cái stun để setup. Nhưng mà nếu như cần một cái stun để setup như vậy thì mình sẽ bị chơi khá là bị động. Nếu như mình vô đồng đội phải timing đúng thời điểm rồi nó xài skill được nữa cơ thì mình mới giết được, thì cực kỳ bị động. Vậy thì có thể là bớt một điểm skill 3 lại. Nếu như muốn nâng 2 để farm, ok, bớt một điểm skill 3 lại hoặc bớt 2 điểm cũng được để nâng vào 2 điểm chiêu 1 ở level 9. Level 9 có thể là build 2 chiêu 1 và mắc 2, 2 điểm chiêu 3 vậy đủ rồi. 2 điểm chiêu 3 là hoàn toàn ok, nhưng mà nâng điểm như này chắc chắn là việc di chuyển vào roaming rất là tệ. Sẽ không thể hiệu quả được. Nên thay đổi cách build là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những cái vị trí mà check ward chỗ này thôi. Còn lại có một pha là 8 phút quên check rune, quên check power rune. Nó đánh quên thôi. Toàn nó xuống cái này, hiệu quả liền. Cho to nó điên cái là hiệu quả liền. Hồi nãy Void Switch chạy vòng lên xuống TP xuống cũng chẳng hiệu quả được. Do cách skill. Cho to xuống cái lùm 2 mạng. Nó chơi nó không cần đi nhiều. Nó chỉ kiểu việc đứng mid nó farm. Rồi bắt đầu là nó TP pha 2 mạng. Trong khi mình nhảy ra mình sẽ hiệu quả hơn nó. Nhưng mà mình lại build skill như thế này. Ok, chốt ở đây nha các bạn. Chắc là tôi apply đây.